sau một năm chứng kiến biến động kinh tế trong nước và thế giới, các hãng sản xuất đồng hồ hàng sang Thụy Sĩ vẫn rất tự tin vào doanh số trong năm qua và năm nay. Các hãng sản xuất đồng hồ hàng sang của Thụy Sĩ khẳng định năm 2015 là một năm khá khó khăn. Tháng 1 năm ngoái, Ngân hàng Trương Thụy Sĩ thả nổi tỷ giá đồng franc, đẩy giá cả hàng hóa Thụy Sĩ tăng vọt, trong khi đó nhu cầu lại đang yếu đi ở các thị trường châu Á, đặc biệt là Nga. Tuy vậy, các hãng đồng hồ vẫn tỏ ra tự tin vào doanh số năm nay. Chẳng hạn như hãng Adidas Piguet, hãng này vẫn chưa kết thúc năm tài chính nhưng dự kiến sẽ thu về 800 triệu đô la Mỹ trong tài khóa 2015-2016, tăng so với mức 700 triệu đô la của tài khóa trước. Trong đó, 35 đến 40% doanh thu của hãng đến từ châu Âu, doanh thu từ châu Á cũng chiếm cùng tỷ lệ, 20% đến từ Mỹ và khoảng 10% đến từ Trung Quốc. Riêng tại Hồng Kông, doanh thu của hãng này vẫn ổn định, Chúng tôi tự tin vì trong năm qua dù có biến động kinh tế nhưng nhu cầu vẫn tương đối ổn định. Thương hiệu của chúng tôi cũng đã có mặt trên toàn cầu rồi chứ không phụ thuộc vào một thị trường nào cả. Tuy vậy, các hãng vẫn giữ cái nhìn thận trọng về triển vọng trong tương lai. Ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã chứng kiến kim ngạch xuất khẩu giảm 3,3% trong 11 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước, hộp thu gần 700 triệu đô la Mỹ. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tâm lý, mọi người ai cũng nói về khủng hoảng về giai đoạn khó khăn của kinh tế vân vân, nhưng cái khó nhất ở đây chính là thuyết phục mọi người rằng dù giai đoạn này có khó khăn nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Ý tôi là đây không phải là lần đầu khủng hoảng ghé thăm. Như vậy, không có gì phải lo lắng. Các hãng đồng hồ hiện đang tham gia vào triển lãm đồng hồ cao cấp quốc tế diễn ra tại Geneva từ nay đến ngày 22 tháng 1. Trong năm ngoái, triển lãm này đã thu hút gần 15.000 người tham gia.